Hello Mobile, xin chào tất cả các bạn ha. Nay thì Hello Mobile mới về một ít iPhone 12 ha. Thì ở đây á, tuy về là nó vẫn như siêu màn như thế này, máy mới 100% nha các bạn. Nhưng mà thật ra thì máy hiện tại á, từ cái đầu bên mình nhập á, thì người ta đã fix cho mình, người ta đã update hết máy và fix lên quốc tế hết rồi ha. Fix lên file quốc tế á. Đây các bạn. Nên là bây giờ sẽ không có máy chưa update đâu các bạn nha. Các bạn đừng hỏi về máy chưa update nữa. Bây giờ mỗi lúc nó mỗi khác, thị trường mỗi lúc nó mỗi khác ha. Hiện tại thì bây giờ sẽ là hàng tất cả hàng đều phải fail quốc tế hết rồi mới gửi về. Nên là sẽ không có hàng chưa update đâu các bạn. Đó, cắm sim vô là xài thôi. Bởi vì sao phải như vậy? Bởi vì khi mà mình gửi về, nếu mà máy chưa update á mà lúc đó chưa file quốc tế mà chưa update gửi về thẳng đây á, mà lúc đó Apple nó fix mất cái file quốc tế hiện tại á, fix mất cái sim không giới hạn á. Đây các bạn, Apple mà fix mất cái phần sim không giới hạn này mà mình gửi về máy chưa update mà ghép sim thủ công như mấy bữa thì nó cũng đâu có tác dụng gì đâu. Mình xài mình file quốc tế lên á thì mình về đây á, mình xài quốc tế nó ngon hơn các bạn. Cắm sim thôi, không cần ghép sim, không cần xài sim ghép gì hết đó. Thì siêu màn thì nó vẫn còn thôi, máy thì vẫn là không cần sạc nha các bạn. Về đây thì nó hết pin nè, mình mới cắm lên một xíu nè cho nó lên pin để mình check lại, mình sẽ check lại bao nhiêu tool rồi đó, mình cắm lại nó sẽ là một lần sạc ha, bởi vì nó đã từng cạn pin một lần rồi thì là mình cắm lại một lần sạc. Chứ thật ra những cái máy này lúc gửi về cho mình vẫn là không cần sạc ha. Đây, ở bên người ta đã fix sẵn ở bên đó rồi nha các bạn. Về đây mình chỉ cần cắm sim vô là mình xài thôi. Máy lóc mà cắm sim vô mà xài thôi là quá ngon rồi các bạn. Đây các bạn, không cần sim ghép, không cần gì hết. Mình về mình chỉ cần cắm sim vô thế này thôi là xài thôi. Đấy, lên sóng, full tính năng. Không khác gì cái máy quốc tế. Thì nó rất là máy lóc bây giờ rất là lợi. Bây giờ là xấu bên mình nó thẳng luôn là máy về á, là hiện tại á, 12 dòng lóc này là đang giá là 16.990.000 nha các bạn. Giá mà đã lên từ bên kia rồi các bạn ơi, khi mình nhập vô là giá là rất cao rồi, nó đã lên nó hơn 1.000.000 một cây, gần 1.500.000 một cây á, chứ không phải là bên mình cố tình lên giá đâu. Có nhiều bạn lên diễn đàn nói bên mình thừa cơ lên giá gì đó, nhưng mà thật ra là khi mà bên mình nhập về, khi mà có cái phiếu quốc tế này, giá ở đầu nguồn nó vốn đã tăng lên 1.000.000 một cây rồi. Mình đặt hàng mình có đã phải cho đặt hàng là 16.990 rồi, chứ không còn là giá thấp nữa các bạn. Thì có thể là sau một thời gian á thì cái tình trạng nó ổn định lại á, thì khi mà mới ra thì bên đầu nguồn nó lên giá, nhưng mà cái một thời gian nó ổn định lại thì giá nó sẽ xuống lại, nhưng mà cũng xuống lại về tầm 300-400 thôi các bạn, không có nhiều hơn đâu. Nhiều bạn lên nói bên mình là thừa cơ tăng giá này mua thì 15.500.000 là giá một tuần trước rồi các bạn. Một tuần trước mà Hello Mobile bán cũng 15.500.000 mà là đối với máy đã active rồi, lúc đó là phân ra là máy đã active và chưa active. Còn bây giờ là máy chỉ có một tình trạng một thôi là fake quốc tế và một giá một đó thôi, có chia thì cũng là chia màu thôi chứ không chia tình trạng đã active với chưa active nữa ha. Rồi, nhưng mà những cái máy này mình nói luôn là dù nó có là đã tiên chưa tiên gì đó phát quốc tế, nhưng mà thật ra nó chỉ là máy chưa xài, chưa qua sử dụng nha, không sạc lần nào nha, không sạc lần nào. Nhưng mà khi kích hoạt những cái máy lóc kích hoạt lên thì nó sẽ có nhảy ngày, bởi vì nó sẽ tính theo khi lúc mà mình check chưa tiên á, là mình sẽ check nó là chưa tiên xe với bộ, có nghĩa là chưa từng mở lên để sử dụng, giống như mấy cái này nè, chưa từng lên mở lên sử dụng. Nhưng mà bây giờ có phát quốc tế, người bên đó người ta mở lên để người ta phát xong đó người ta mới gửi về, chứ người ta cũng chưa sử dụng luôn nha các bạn. Rồi sau đó cái hàng gửi vào đây thì bên mình giờ chỉ có bán thôi chứ còn cũng không cần phát nữa. Hồi nãy mình đang định nói cái gì mà giờ mình quên hết rồi. Bên mình làm video thật ra là không có kịch bản gì đâu các bạn, có gì mình nói đó, bởi vì chia sẻ những cái gì đấy. Rồi còn cái giá thì
giá bên Halo Mobile thì luôn nói chung là cũng luôn tốt nhất thị trường. Với lại ở Hồ Chí Minh á thì thật ra chỉ có cũng có một bên mình có hàng thôi, nhưng mà mình lúc nào cũng để giá cạnh tranh, giá lúc nào cũng rẻ nhất thị trường chứ không có ấy. Thật ra thì Hồ Chí Minh nếu các bạn biết thì những cái chỗ khác thì không có hàng đâu các bạn, từ đầu tới giờ luôn, từ cái thời ghét thủ công luôn là những bên khác không có hàng, nhưng mà bên mình vẫn để giá rẻ nhất thị trường để bán, để đưa sản phẩm tới cho các bạn, chứ bên mình không có vì cái phát quốc tế này mà lên giá đạp giá đâu các bạn. Các bạn cứ nói chung là bên mình để giá niêm yết như vậy 16.990, bạn nào cảm thấy mua được thì mua ha, còn không mua được thì có thể kiếm chỗ nào nó tốt hơn để mà mua, chứ cũng đừng có nên mà lôi Halo Mobile lên các group nhóm diễn đàn gì đó để mà cho các thợ cửa hàng khác rồi vô rồi chặt chém, chứ cũng không mà toàn là mình coi lại là toàn là những thợ cửa hàng từng PM mình hỏi hàng để mà lấy hàng bán á, mà bên mình không có hàng để bán thì lấy gì đâu mà cho người ta đó, mà giờ lên người ta chặt chém mình lại rồi. Thì đó, thì hàng bên mình về thật ra là có 4 màu xanh, đỏ, đen với lại trắng nha. Nhưng mà hiện tại thì màu trắng với lại màu đỏ là hết rồi nha. Màu đỏ này cũng hết rồi. Bởi vì khách là người ta đặt trước hết rồi các bạn. Về tới nơi là mặc định là hai màu đó hết rồi. Hiện tại giờ chỉ còn màu xanh với màu đen thôi nha. Còn màu xanh này với màu đen. Bạn nào mua thì nhanh tay bởi vì số lượng nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Về một lần được một ít thôi, không có được nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì có thể ấn đăng ký kênh theo dõi Halo Mobile ha. Halo Mobile mai mốt mà về cái ví dụ như là cái tình trạng ví dụ như là máy không còn active quốc tế nữa thì bên mình cũng thông báo luôn để cho tránh các bạn khỏi reset máy ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.